Theo hình ảnh được camera hành trình của xe ô tô ghi lại cho thấy, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 18 tháng 4, các xe lưu thông trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, khi đến lối rẽ hướng về thành phố Hưng Yên, một xe khách bất ngờ chuyển làn, rẽ phải để tránh một xe ô tô con phía trước dừng đột ngột. Lúc này, xe có gắn camera hành trình đang di chuyển với tốc độ 102 km/h nên đã không kịp xử lý, tông thẳng vào đuôi xe khách. Và chạm mạnh khiến cả hai phương tiện bị hư hỏng, nhưng may mắn không có thiệt hại về người. Mặc dù chưa rõ sự việc cụ thể ra sao, thế nhưng đoạn video sau khi đăng tải đã nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều cho rằng trong tình huống trên, cả hai xe đều mắc lỗi sai khi không giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước. Xe có gắn camera hành trình chạy quá tốc độ, còn xe khách lại chuyển làn ẩu, không chú ý quan sát, vì vậy đã dẫn đến tai nạn. Liên quan đến khoảng cách an toàn khi lái xe ô tô, Thông tư 31 năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải đã quy định rõ. Theo đó, xe ô tô di chuyển với tốc độ 60 km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 35m. Xe ô tô di chuyển với tốc độ từ trên 60 đến 80 km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 55m. Xe ô tô di chuyển với tốc độ từ trên 80 đến 100 km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 70m. Xe ô tô di chuyển với tốc độ từ trên 100 đến 120 km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 100m. Về mức xử phạt đối với hành vi không giữ khoảng cách an toàn, Nghị định 100 năm 2019 quy định phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi điều khiển ô tô không giữ khoảng cách an toàn để xảy ra va chạm với xe chạy liền trước hoặc không giữ khoảng cách an toàn theo quy định của biển báo hiệu, cự ly tối thiểu giữa hai xe. Phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc. Bên cạnh đó, người điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng nếu gây ra tai nạn giao thông. Phạt tiền từ 10 đến 12 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng